Người mất gốc học tiếng Anh như thế nào? Bạn từng biết tiếng Anh nhưng đã bỏ quá lâu. Bạn rất muốn nói chuyện với Tây nhưng không thể mở miệng. Bạn vụt mất nhiều cơ hội chỉ vì không có tiếng Anh. Bạn không tìm được nơi dạy giao tiếp tiếng Anh cho người lớn. Bạn không thể chi trả học phí quá cao. Vậy thì đây chính xác là khóa học dành cho bạn. Lớp tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc học lại từ đầu. Mỗi tuần bạn được học 2 buổi với giáo viên Việt Nam để ôn lại ngữ pháp và từ vựng, thu hút năng lượng kiến thức tiếng Anh về lại với bạn. Và một buổi thực hành cùng với giáo viên nước ngoài để chỉnh sửa phát âm, luyện giọng chuẩn như người bản xứ. Vì thời gian là vàng nên khóa học đặc biệt này giúp bạn lấy lại căn bản chỉ trong 12 buổi. Lớp cực kỳ thoải mái, vui nhộn, không hề áp lực bài vở hay lý thuyết vì vốn dĩ cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, phải không? Với học phí rẻ nhất Sài Gòn, đây chính xác là cách học hiệu quả nhất cho người mất gốc tiếng Anh. Cuộc đời này, mất gì thì mất, chứ đừng mất gốc tiếng Anh nữa bạn nha.